bạn nhấn M lên, chúng ta cùng nhau các vật liệu tiếp theo vào cảnh này. Tôi có thể tạo một cái view mới. Ok. Kéo vật liệu tiêu chuẩn ra. Bây giờ chúng ta cùng nhau ốp thảm. Kéo bitmap và chọn thảm. Kết nối với diffuse. Giữ shift kéo xuống. Gõ C, chọn map color correction. Mục đích chúng ta tạo map boom. Các bạn nhấn nút vào đây. Chuyển về đen trắng. Nhấn nút đối tượng lên. Thảm này chúng ta không cần độ bóng. Bây giờ tôi chọn thảm. Gắn vào. Nếu muốn các bạn có thể xoay cái map này. Bằng cách chọn U về kép map. Nhìn mò. Nhấn phím E trên bàn phím hoặc là bấm biểu tượng này. Các bạn xoay 90 độ theo trục Z. Ví dụ tôi chọn bóc, tôi cho độ offset 1.5. 1.5 trong thời. Vừa đẹp. Nhấn M, chúng ta tiếp tục ốp các vật liệu còn lại. Tôi sẽ sao chép nhanh các vật liệu này. Chúng ta cùng nhau ốp gà giường. Bạn nhấp nút bitmap này. Lựa lại đường dẫn. Tôi chọn vật liệu ở trên này. Tôi chọn đối tượng này. Giữ shift sao chép xuống. Và thay thế vào đây. Tạo map boom luôn. Rồi xóa đối tượng này đi. Bây giờ chọn đối tượng này, hiển thị. Và chọn cái ga giường ở đây. Rồi gắn vào. Các bạn nhấn phím PZ. Tương đối đẹp rồi. Tôi tiếp tục sao chép với đối tượng này. Cứ shift kéo xuống. Nhấp đúp vào đường dẫn này. Dẫn lại. Tôi sẽ lấy đối tượng này. Xóa này đi. Cứ shift kéo xuống. Hiện lên và chọn giường ốp vào phần này rất nhanh rồi các bạn, có thể tôi sẽ ốp gối luôn, vậy là ok. Tôi nhấn C, tôi ốp gần như đầy đủ các vật liệu rồi. Bây giờ tôi sẽ ốp đèn vào vật liệu trang trí. Nhấn M lên, tôi kéo vật liệu tiêu chuẩn ra, kéo bitmap và chọn vật liệu của đèn, kết nối diffuse. Tôi không chọn phản xạ, nhưng độ khúc xạ tôi tăng lên 100 để cho cái đèn hơi trong. Chọn hiển thị, chọn đèn và gắn vào. Bạn có thể nhấn PZ zoom gần lại thì thấy đèn chúng ta tương đối trong rồi. Ngoài ra đối tượng này tôi sẽ ốp vật liệu cho nó. Bạn nhấn F3 lên nhìn nó dễ. Group Open. Gắn cho nó luôn. Bà lại. Các vật liệu còn lại tôi sẽ ốp màu mang tính chất trang trí thôi. Các bạn nhấn M lên. Kéo ra ngoài này. Tôi đút vào. Tôi chọn màu xanh. Hơi thẫm. Ok. Tăng độ bóng lên 50. Enter. Độ nghe 0.8. Enter. Tôi hiển thị lên. Tôi có thể copy nhanh các vật liệu khác, giữ shift và chuyển màu này về màu đỏ và màu vàng. Ok, tôi tiếp tục hiển thị hết lên và ốp những vật liệu trang trí này, xanh, vàng, đỏ. Và đây là đỏ. Ok. Tiếp tục. Vàng. Và xanh. Tôi nhấn C. Bắt đầu test lại các vật liệu này. Ở đây tôi muốn đặt một cái đèn nhỏ nhỏ ở đây nữa. Nhưng tôi sẽ đặt sau.